Dạ, tại đây là có điện cây quế. Đất ở đây là được một công mấy hả? Nội cái khu vực này là tính một công đi. Dạ, một công. Luôn cái quán. Luôn cái quán luôn hết. Là dạ. Một công. Dạ. Và chỗ đó là 10 thước bên kia riêng. Dạ. Cô tính bán vậy giá bao nhiêu? Một công này với 4.8 đẳng là bán tỷ tư. Dạ. Một công này với luôn quán với 4.8 đất đẳng. Dạ. Là 1.4 và một công đất có quán luôn chứ thêm một công một bốn công đất riêng nữa, 4.8 đất riêng nữa, càng 5 công đất riêng nữa là chung dùm 1.4. Dạ, cô có thể dẫn con lại quay sơ cái quán nhiều khi cho bà con ta coi, có nhu cầu thì ta mua ta đến liên hệ cô ha. Dạ, đây là quán của cô đây, đây để con quay đây đúng không con, nguyên quán này phải không? Dạ, đây quán của cô đây tại điện cây quế cũng mới cắt đây, cắt là rộng rãi. Dạ, đây làm nhà trọ luôn, ở trên gác ở dưới sàn cũng như là 1, 2, 3 tầng ngủ, đây 4 tầng ngủ. Giờ cái chỗ này không chứa được bao nhiêu người ngủ cô? 100. Phần này không là chứa 100 người ngủ. Dạ, luôn luôn ở đây ha. Dạ. Dạ, đây căn nhà với một công đất với trên kia 5 công nữa là như tổng cộng là 6 công đất ha. Dạ, từ đây chở xuống đó ha. Dạ, là cái gạch của cô từ đây. Dạ, là xuống rừng sâu không cô? Đây xuống rừng sâu. Lúc đó công ta. Dạ, chứ ta là mình đừng mấy nhà cho lên thôi ha. Dạ. Nhà đâu đó còn thước thức mấy nữa. Dạ. Còn có 4.8 nè. Dạ. 4.8. Cũng như đất không là 4.8. Còn trên đây là một công đất với nhà luôn. Đây 1.4 bà con nào ở xa có nhu cầu về núi cấm nghỉ mát nghỉ dưỡng thì lên đây liên hệ với cô tại điện cây quế. Có quán có nhà trọ đầy đủ luôn. Cách sẵn hết là vô ở thôi. Dạ. Tại con đưa lên kênh á, ngày con chia sẻ về Facebook cũng nhiều người xem, ví dụ người ta có nhu cầu thì người ta lên đây ta gặp cô. Vậy là cô đọc số điện thoại của cô đi. Số điện thoại của cô là nếu liên lạc 0987 160 903. Đó là số liên hệ là có cô tên gì? Tên Phương đây. Tên Phương ha. Bây giờ thiếu từng thòn em từng ta từ nhiều bước tên. Giờ là số điện thoại có tên Phương. Tên chú Phương Điện Cây Quế. Dạ, chú Phương ở Điện Cây Quế. Có nhu cầu mua thì liên hệ số điện thoại này gặp chú Phương. Có bớt gì không cô hay là có thương lượng gì không? Tỷ tư đặc dù nếu mà thương lượng cũng bớt thì con mình chút đỉnh. Dạ. Cái giá tỷ tư này như còn thương lượng nghe bà con. Ví dụ như có muốn mua thì gặp cô đến đây rồi xem nhà xem đất xong rồi cô bớt cho chút đỉnh. Thì đặc dù mình bán nay thì giao sổ bên đây. Dạ. Dạ. Còn bán chỗ bên kia thì giao sổ bên kia 4.8. Dạ. Đất này là có sổ luôn đầy đủ không con? Đàng hoàng luôn á. Dạ. Này là sổ sổ xanh ha, có xanh không? Dạ. Dạ dạ. Vậy là cô ở đây 21 năm. Dạ, cô ở đây tính ra 21 năm rồi. Đất có sổ xanh đầy đủ. Rồi bà con ở xa mình thì có nhu cầu muốn về núi nghỉ mát thì đến đây Điện Cây Quế. Tính ra tổng cộng là gần 6 con đất luôn, nhà trọ, chỗ ở đầy đủ. Như là bà nhóm đó giờ thẳng thẳng ra rồi chắc bị xung quanh mình làm, bây giờ tụi tôi có dọn á thì nó bỏ ra. Dạ dạ. Sao giờ dọn ra? Dạ dạ, cô đứng bên đây nó bị cháy nó. Dạ. Ở đây rồi nước nôi là mình xài sao con? Nước mình xài nước ở thiên nhiên trong rừng. Dạ. Mà ấy thì thiếu rồi có cầu nước bên thầm lớn bên á. Dạ dạ, dạ ha. Còn có nhu cầu thì xây bồn thêm ha. Còn điện thì tự máy phát chạy ha. Điện thì tôi xài năng lượng. Dạ, điện thì xài năng lượng. Nước thì có nước xài luôn, còn có nhu cầu xài nhiều thì xây thêm hầm. Dạ dạ. Rồi. Xài năng lượng thì nó tiện hơn điện đường thì nó tháng đóng mấy trăm ngàn, còn này mình mua có từ mấy nè, mình xài mấy năm nay rồi, xài năm nay rồi. Dạ, là điện năng lượng ha. À. Dạ, tính ra mua lần mình xài hoài. À. Nói chung cũng đầy đủ tiện nghi rồi. À. Nhà cửa thoáng mát, sạch sẽ là có nơi làm ra tiền luôn. Cái này mới sửa được rồi 300 triệu rồi, là không sửa đồ tới nay là đứng luôn không có cắt. Dạ, là cái nhà này cô mới làm đây không là hết 300 triệu. Đó là nhà trọ chiếu khoảng 100 người, chung rộng rãi sạch sẽ quá. Vậy đây thì chỗ này thì thôi luôn, có tiền lên ở thì quá mát mẻ rồi. Dạ dạ dạ. Và trước khi kết thúc cũng quay sơ lại cho bà con mình xem một lần nữa cho kỹ coi nhà ha. Ở xa nhiều khi có nhu cầu mua thì liên hệ số điện thoại về nêu trên gặp anh Phương.
Đây nhà vách tôn trên sườn sắt, dưới dán gạch bông sạch sẽ. Dạ. Dạ, phía trên là nhà ở. Mình không có quay vô trong nhà được, quay nhà trọ thôi. Đó, quay lại lần nữa trước khi kết thúc video cho bà con ở xa xem, mà có nhu cầu thì đến đây tại Điện Cái Quế. Rồi, rồi cảm ơn con ha. Rồi có ai gọi thì con nghe ha. Con chỉ là quay giùm rồi con đưa lên clip cho con thôi. Cũng như giới thiệu cho con thôi ha. Dạ dạ, rồi. Dạ dạ dạ. Dạ rồi, bà con nào có nhu cầu thì đến đây gặp cô, rồi liên hệ số điện thoại trước rồi nói chuyện, rồi muốn coi nhà coi đất thì cứ đến Điện Cái Quế gặp ha. Dạ. Rồi cô nhắc lại lần nữa cô tên Phương. Phương ha. Phương Điện Cái Quế. Dạ dạ, rồi. Phương Điện Cái Quế. Rồi cảm ơn cô nhiều ha. Bye bye con. Dạ. Đây là phía ngoài để còn nữa nè các bạn. Đây. Là có nghĩa là con đường này là đất mình phân nửa ha. Của mình ngang đây. Dạ. À. Tôi nhớ cái đường đi là hai thứ đất đường đi á. À, hai thứ đất đường đi. À. À, từ đây trở vô là của mình. Rồi rồi. Đây. Còn cái này là như đường đi hết. Đây là khu vệ sinh tắm rửa cho khách nghỉ trọ nha các bạn. Như này là đường trung cộng. Dạ. Là không có ai hết trơn á. Dạ. Đấy, xuống tới đây không con? Tới buổi trên không? Đây. Dạ. Tới đây xuống tới à, cái ganh của cô đây xuống tới đây luôn nha bạn. Rồi cũng dài lắm, nhiều lắm. Dạ, qua tới đây luôn hả? Dạ. Dạ. À, đây. Có nghĩa là đất cô từ cái nhà trong đó nha các bạn, ra tới đây cũng xa lắm á. Đó. Đó đây khu vực này, ví dụ sau này bà con mình muốn xây dựng thêm thì vẫn được nha. Dạ. Dạ, cái này mình có tiền thì kinh doanh thêm nhà trọ, có thể mình đổ bê tông lên làm sàn. Dạ, đổ đà lên làm sàn là rất là lý tưởng luôn. Dạ. Tôi giờ sau mấy gần 30 tuổi thì mình nữa. Dạ dạ dạ. Rất là tiện vô đây là bước vô Điện Cái Quế sát bên các bạn. Đây miếng đất này nói chung cũng lý tưởng lắm á. Cô lớn tuổi rồi cô không có làm nổi nữa, cô muốn sang lại. Sau 8 tuổi mà nổi đâu. Dạ dạ, giờ cô muốn nghỉ ngơi. Rồi bà con nào có nhu cầu thì lên gặp cô liên hệ rồi cô sang lại cho. Có gác rộng mà dài, đây là con đường đi lên Điện Cái Quế đây. Đây đất của cô đã tới đây luôn, cặp theo cái đường lộ đi lên đây. Đó. Đây dài xuống dưới luôn. Đây khu vực này có thể là làm có tiền làm thêm quán xá hay là nhà trọ nữa, rất là tiện.